Và đây là cái sân phơi nhé, đây là cái sân phơi này, cái sân phơi này rất là rộng và thoáng này, đấy, sân phơi này. Đấy, có đường lên mái này, lên mái này, lắp lóng lạnh năng lượng các kiểu lên mái này. Đấy, bên kia là phòng thờ này, đấy, mình nếu mà muốn kín đáo thì về mình làm đẹp hơn, còn như thế này thì quá thoáng, các cụ ở cũng cho nhiều lòng. Đấy. Đấy, phòng thờ rất rộng, rộng chưa? Đấy, thế thì trên tầng 4 này là sân phơi, phòng thờ, nhà xây lệch tầng, cầu thang kính, đá đen, tay gỗ vuông, khá là bắt mắt. Đấy, thì đây là cái phòng ngủ thứ nhất này. Đấy, cái phòng ngủ này thiết kế trần vo rất là đẹp, sơn trắng long lanh luôn. Có hai cửa sổ giếng trời và cửa sổ khe thoáng đằng sau. Đấy, rất là mát mẻ. Rồi. Xuống tầng dưới thì đấy là phòng ngủ nhé, đây thiết kế lệch tầng. Cái căn phòng ngủ thứ hai, cái không gian hành lang rất là rộng, cầu thang bố trí cũng khá là đẹp. Đấy, thì đây có cái nhà vệ sinh này, nó là tầng 2 thì có nhà vệ sinh giữa phòng ngủ, giữa hai phòng ngủ đầy đủ, nóng lạnh, cửa nhôm kính, thiết kế đá, thiết kế gạch rất là bắt mắt là đẹp. Đấy, phòng ngủ ấy. Phòng ngủ thiết kế vân gỗ. Đấy, có cửa sổ lấy gió lấy sáng này, thiết kế trần vuông cũng điểm nhấn cũng khá là đẹp, cửa nhôm kính này. Đấy, thì cái này nó có cái lan can này rất là đẹp. Đấy, cực đẹp luôn, trồng hoa. Đấy, mà đây nó có lối ra nhé, lối ra bằng cửa sổ. Đấy, chứ không phải bịt kín đâu anh chị nhé. Rồi. Bây giờ đấy là phòng ngủ thứ hai nhé. Rồi, bây giờ mình xuống phòng ngủ thứ ba. Đây, đây chính là phòng ngủ thứ ba này. Đấy, phòng ngủ thứ ba này thì đã có thiết kế tủ âm tường, có cửa sổ lấy gió lấy sáng này. Đấy, và cũng có cửa sổ lấy ánh sáng lấy gió từ giếng trời. Đấy, ba phòng ngủ. Và bây giờ mình xuống tầng 1. Tầng 1 ấy thì phòng khách rất là rộng. Đấy, phòng khách cực rộng luôn, thiết kế vách tivi khá là đẹp, để bộ salon ở đây thì cực kỳ là ok này. Đó. Đấy, vách để tủ rượu này, hai vách để tủ rượu. Đó. Căn bếp thì thiết kế là hình chữ N, có tủ lạnh. Đấy, thì nhà vệ sinh để sau nhà, bể bếp đây, mọi thứ dùng rất ok, tủ gỗ, cái việc gỗ thịt. gỗ thịt luôn. Đây, nhà vệ sinh tầng 1 đây. Thì cái điểm hay của cái này nó có cái khe thoáng lên. Đấy. Rất là ok. Đấy là toàn bộ cái không gian của cái căn nhà này. Thank you anh chị. Đó, Ok. rất là đẹp. Căn này khá là ok. Bye. Rồi. Nếu mà anh chị thấy căn này phù hợp thì anh chị liên lạc với em Minh nhá. Rồi, thank you anh chị. Có chỗ để xe luôn này.